Hello, xin chào tất cả các bạn. Cái là kênh YouTube của mình thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái con Rubik băng gạch này. Đó. Cái con này là cái con biến thể từ con Rubik 3x3 và nó có một cái con nó nối liền nè, nối liền lại nè, nó có nguyên trục này nè, đó. Thì đâm ra mình chỉ xây được như vậy thôi nè, đó. Chứ mình không có xây được cái này đó. Cái này là Rubik băng gạch đó. Thì nó y như là con 3x3 thôi, thì nó sẽ chụp này, thì cái cách giải của nó cũng giải y như con 3x3 và có một số trường hợp nó hơi khác một tí thôi. Thì giờ mình sẽ sample lên rồi mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì mình vừa hướng dẫn và mình vừa nói luôn các bạn mới hiểu, chứ bây giờ mình nói sớm quá đó, các bạn chưa chưa hiểu kịp liền đâu. Thì trong cái quá trình mình hướng dẫn đó, nó xảy ra những cái trường hợp gì đó, thì mình sẽ nói và mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Rồi thì khi mình ta sample xong á thì con này nè đó, thì bây giờ ta sẽ làm cái mặt vàng trước, chứ ta không thể ta làm mặt trắng trước được, tại nó có cái viên vàng này nè, bự này nè, đâm ra ta phải làm mặt vàng trước. Thì bây giờ ta cũng ướm cái chữ thập nó vô, thì cái này nó đã có nè, ví dụ cái này y như là cái vàng đỏ nè, không thì cái này vàng xanh, thì ta ướm hai cái màu vàng này vô đây nữa thôi, ướm hai góc nè, như cái viên này nè vàng cam nè, ta không thể ta để lên đây được, tại vì cái đây là đỏ, đây là sai đúng không, ta phải để đỏ thì phải đối diện với cam đó, đã đúng cái hệ màu của nó đó, thì ta sẽ quay nó qua bên đây đó, ta đưa lên đúng không, đây nè đỏ nè thì nó sẽ đối diện với cam, còn cái viên này là cái viên vàng xanh, còn một viên cuối cùng một là viên vàng xanh đây, nó đây đó. Rồi ta chỉ việc ta đưa nó lên thôi đó. Rồi đó là ta đã xong cái chữ thập nè, các bạn thấy đúng không, xanh nè đối diện xanh nè, đỏ là đối diện với cam đó. Xong cái bước cái chữ thập này rồi thì ta sẽ cũng sẽ làm khuôn cái mặt vàng này thôi, thì cái khuôn cái mặt vàng này thì mình cũng làm như bình thường đó, nhưng mà các bạn phải để ý kỹ nè, như là viên này nè vàng nè cam với lại cái xanh lợt thì ta đưa về đây đó, đúng không nè, xanh lợt nè cam nè vàng thì ta đưa lên đó, đó nó đã lên xong rồi, cái này là vàng đỏ đó, vàng đỏ với xanh lợt nè đó, ta để qua đây giờ ta đưa nó lên thôi đó, giờ còn viên cuối cùng là nó đưa lên đó, giờ là ta đã xong được cái tầng một rồi nè, các bạn thấy đúng không, đó đó. Rồi bây giờ ta sẽ làm cái tầng 2 đó, cái này là cái quan trọng là nó nằm ở cái tầng 2 á đó. Đó thì ta các bạn biết rồi, thì cái này nó là nguyên khối kiểu này rồi thì ta đâu có áp dụng được cái tầng 2 mà ta làm được đâu, thì với cái cách làm của nó đó là bây giờ ta sẽ mượn mượn cái tâm giữa này nè, rồi ta sẽ đưa nó qua đây, thí dụ như cái viên bây giờ mình sẽ lấy một cái viên nè, đây cái viên này đây, đó cái viên này nè đó, thay vì cái viên cam này nè, cam với xanh này nè nó lên đây là nó đúng đúng không nè, xanh nè cam nè nó lên đây là đúng, nhưng ta không thể nào ta đưa trực tiếp lên cho đây được, tại tại vì nè các bạn thấy không, cái này mình đâu 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 có quay được đâu, thì lấy cái gì mà mình đưa trực tiếp, thì ta sẽ đưa nó lên trên đây, ta nó đưa lên góc giữa, rồi từ góc giữa này ta chuyển nó qua đây đó, là ta dùng một cái cầu nối. Thì cái cách làm á nè đó, ta thấy là cái cam nè các bạn thấy không, thì đây cái màu xanh của nó nè đúng không, thì ta quay qua cái mặt này ta làm để ta đưa cái viên này lên đây đó, thì các bạn để ý nè đúng không, cái cách này nè cam nè không, thì ta đưa cái viên này lên, thì nói chung là các bạn muốn đưa cái kiểu nào thì đưa, thì cái này là đưa y như là mình đưa lên thôi đó, thấy không, ta đã đưa nó lên đây đó, giờ từ đây bắt đầu ta mới chuyển nó qua bên đây đó, nhưng mà các bạn khai ý nha, lúc mà các bạn đưa lên đó là cái màu cam nó phải trùng nha, chứ cái màu cam mà nó quay qua đây, còn cái màu xanh này, còn cái màu xanh này mà nó quay qua đây là sai đó. Thì bắt đầu bây giờ ta sẽ chuyển qua đây, cái chuyển qua thì dễ lắm nè, F2 không, rồi D2, F2, D2, F2 đó không, nó đã qua nè đó không, thì cái con bên đây cũng vậy thôi, ví dụ cái con bên đây nó là xanh nè, xanh đỏ nè đó, nó đã nằm sẵn trên đây rồi không đó, thì bây giờ ta chỉ việc F2, D2, F2, D2, F2 đó là nó qua đó không, cái này á là nói chung là ta sẽ đưa cái viên này nè lên trên đây
lúc mà nó nằm ở dưới đây nè, tao đưa vô cái thằng ngay chính giữa, tao đưa trung gian á, giờ tao đưa qua thì cái gì bên đây cũng vậy, tao cũng đưa đây tao đưa qua, chứ tao không thể nào tao đưa trực tiếp ở trên đây được, tại vì nó dướng cái góc này mình đâu có quay được đâu. Đó đó, cái bước hai là cái quan trọng là chỗ đó thôi, các bạn phải coi cho kỹ. Giờ xong rồi còn duyên bình thường nè, rồi xanh cam, giờ ta làm ta lên bình thường thôi, thì đó rồi đó không, thì các bạn nào mà đã làm 3x3 giờ là bình thường thôi đó không, thì bây giờ là xong tầng 2, giờ bắt đầu ta quay qua ta làm cái tầng 3. Bắt đầu cái tầng 3 này cũng là cái phiền phức đây nè, các bạn phải để ý nha, khi bắt đầu ta làm cái tầng 3 này nè là ta phải luôn luôn để cái góc mà không quay được nè, cái viên bờ bự này nè đó, và bên tay trái và đối diện, chứ ta không thể ta để bên đây được, tại vì bên đây ta làm bên đây rồi. Nếu mà các bạn để bên đây cũng được nữa thì các bạn phải làm L, còn nếu mà các bạn bên đây thì các bạn dùng R đó, thì các bạn phải để chết đây luôn. Thì bây giờ nè, đây là bắt đầu ta sẽ làm chữ thập, thì đây nó có cái dấu gạch ngang rồi nè, thì ta dùng F nè, R, U rồi phẩy, U phẩy, F phẩy là nó ra chữ thập đó. Xong nó ra chữ thập rồi á, ta không thể nào ta dùng cái trường hợp O là L ta làm một mặt liền được, tại vì nó dưới cái này mình đâu có làm được đâu, thì ta phải làm hai hai lóc O là L đó. Đó ta cứ làm như như bình thường như nè đó, rồi đó là ra đó. Bắt đầu ta làm tiếp nữa, ta chỉ làm được một cái công thức này thôi, chứ ta không thể nào ta làm được cái công thức nào khác hết á đó. Đó giờ nó ra đây nè đó, thì bắt đầu các bạn phải quay cho nó qua qua bên đây nè đó, tại vì cái trường hợp này là trường hợp ngược nghịch lại nè, thì các bạn phải quay qua bên đây đó đó, để cho nó khuôn cái mặt vàng, xong rồi tao quay ngược lại đây đó. Giờ bắt đầu nè, bắt đầu ta làm cái chương trình quán gốc nè, thí dụ hai hai cái xanh này nè nó đúng không, hai góc xanh này đúng nè, còn hai góc này không đúng thì ta để hai cái này bên đây, rồi ta làm cái công thức quán gốc của 3x3 bình thường thôi nè, R nè, U rồi phải, F nè, đó không, cái công thức này thì ai cũng biết rồi đúng không. Đó rồi ta đã quán gốc xong rồi nè đó, các bạn thấy không đó. Rồi bắt đầu các bạn thấy không, thường thường á, nếu mà xong cái mặt này nè đúng không, thì các bạn thường thường các bạn để như vậy nè, giờ các bạn làm là để nó hoàn thành. Nhưng cái này á, tại mình đã nói rồi, các bạn phải luôn luôn để cái này là bên tay trái và cái này đối diện mình, thì vậy nè, thì bắt đầu ta mượn nó qua đây nè đúng không, thì bắt đầu ta làm bên đây vậy thôi đó. Rồi giờ xong rồi ta trả lại thôi đó không, nó cực kỳ đơn giản luôn đó, đó các bạn phải lý các bạn mới làm được nha đó, tại vì các bạn phải lý cái góc nè, và các bạn nó khó, đó là khó cái tầng 2 này nè, khi cái tầng 2 á ta phải mượn trung gian của cái này, ta đưa qua anh đây, rồi ta đưa qua anh đây đó, xong rồi tới tầng 3 đó tao phải để cái cục mà không quay được nè qua bên tay trái và cái hướng đối diện của mình đó, các bạn phải linh hoạt nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, bye bye, chào tạm biệt.